Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm. Mà sản phẩm này thì rất là đa công dụng luôn mọi người nha. Đây. Và đặc biệt á, đây là cái bao bì mới nữa, rất là đẹp. Thanh cực kỳ ưng cái bao bì mới này hơn cái bao bì cũ luôn. Đây là sản phẩm vitamin E của Healthy Care, vừa được thay đổi bao bì rất là mới, rất là dễ thương luôn. Hồi trước đây thì cái bao bì của em màu hồng hồng bóng bóng, mà Thanh không thích màu hồng cho lắm, bóng bóng nữa, thì bây giờ nó đổi thành là màu đỏ và nhám, gọi là lì đó mọi người, như là son lì son mát nên rất là thích luôn. Thì hôm bữa Thanh có giới thiệu cũng là một sản phẩm bao bì mới của Healthy Care cho mọi người, đó là omega 3 dầu cá. Thì hôm nay cũng là một sản phẩm đổi bao bì là vitamin E của Healthy Care. Hồi đó giờ làm cái Healthy Care cũng ít, không có thích làm nhiều, tại vì cái bao bì không có được ưng hết. Nên hôm nay đổi bao bì rất là xinh luôn, nên Thanh sẽ siêng năng làm thêm video cho mọi người xem ha. Nói lan man một chút xíu thôi, thì bây giờ Thanh vô vấn đề chính là Thanh review về cái em vitamin E này. Vitamin E này là vitamin E của Healthy Care Úc. Một viên là 500 đơn vị vitamin E, có nghĩa là tương đương như là 460mg vitamin E. E này là E của Úc mọi người nha. Thường thì mọi người hay hỏi Thanh là cái E đỏ của Nga hoặc là cái E Úc này cái nào tốt hơn. Có câu hỏi Thanh nghe rất là nhiều luôn. Thì Thanh nói với mọi người là cái vitamin E mình muốn sử dụng thì mình coi cái mục đích của mình là gì, và khi mình muốn sử dụng vitamin E với mục đích là gì, và coi hàm lượng của vitamin E mọi người nha. E đỏ của Nga thì có hai loại là 400mg và 270mg, còn cái E này của Úc thì là cái dạng mà hả tới 460mg lượng. Nên những cái E kia mình có thể sử dụng một viên hai viên mỗi ngày, nhưng cái E này thì mình chỉ sử dụng một viên mỗi ngày thôi mọi người ha. Nếu muốn sử dụng nhiều hơn thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ, hoặc là khi có bác sĩ chỉ định sử dụng nhiều hơn chúng ta mới sử dụng nhiều hơn nha. Còn cái E này thì công dụng của nó rất là nhiều. Cái công dụng đầu tiên là mọi người cũng biết rồi, là vitamin E sẽ giúp cho đẹp da đúng không, làm cho da dẻ chúng ta trắng hồng hào. Thì cái công dụng đó chắc Thanh cũng không cần giới thiệu nhiều, nhưng mà có một cái công dụng đặc biệt hơn nữa, đó là Thanh muốn nói với lại mọi người, đó là vitamin E rất tốt cho tim mạch. Nên ở nhà chúng ta có thành viên nào có hai người lớn tuổi mà có bệnh về tim mạch thì chúng ta nên làm nên loại ta nên sử dụng một lọ vitamin E trong nhà này. Chúng ta có thể sử dụng cho tất cả thành viên trong gia đình luôn. Đó là người trẻ muốn đẹp nè, hoặc là người già bị tim mạch nè, thì có thể sử dụng vitamin E rất là tốt luôn. Đặc biệt là những ba mẹ mà muốn có em bé đó, thì chúng ta cũng có thể bổ sung vitamin E luôn, để mà kích thích mà dễ mà thụ thai hơn. Thì vitamin E này của Úc, một lọ như thế này là 200 viên mọi người nha. Vitamin E này thì hàm lượng cao, nên mà trẻ em dưới 12 tuổi thì không được sử dụng mọi người nha. Hoặc là muốn sử dụng thì phải hỏi ý kiến bác sĩ rồi mới sử dụng. Còn người lớn thì cứ vô tư, mỗi ngày chúng ta sử dụng một viên trong bữa ăn hoặc là ngay sau bữa ăn luôn, để mà có thể mà giúp mà cái vitamin E nó phát huy tới công hiệu tốt nhất mọi người nha. Thì Thanh giới thiệu tới đây thôi, tới đây Thanh cũng không biết giới thiệu gì hết. Cái vitamin E này thì nó vừa đa công dụng, vừa mọi người muốn đặt hàng thì hãy comment bên dưới, hoặc là nhắn tin cho Thanh, hoặc là gọi điện thoại cho Thanh mọi người nha. Cũng là những trang chính thức của Thanh là trang Facebook AnnieBaby Hàn Quốc Sách Tay, hoặc là trang Instagram AnnieBaby.aus, hoặc là số điện thoại 0769845698 để hỏi Thanh kỹ hơn về mục đích sử dụng như thế nào, hoặc là hỏi Thanh ơi giá hôm nay như thế nào, Thanh nói hôm nay giá sale tốt như thế nào, Thanh báo giá cho mọi người nha. Và đặc biệt anh ba nói là nếu mà sử dụng vitamin E lâu dài thì anh thấy là vitamin E của Healthy Care chúng ta sử dụng lâu dài là ok nhất, tại vì cái
công dụng của nó thì đã tốt rồi, nhưng mà đặc biệt là cái giá cả của nó cũng rất là hợp lý luôn so với những loại nhỏ nhỏ mà chúng ta hay mua ở ngoài. Thì bye bye mọi người nha.